Tây Phương gọi ông là Hải Đăng đã soi đường chỉ lối cho họ sống ở đời, nhất là về mặt tư tưởng chính trị. Hiện cho đến ngày hôm nay thì nhân loại đã đi qua 5 hình thức chính trị mà Plato đã phô diễn, thưa quý vị, cách đây 2400 năm. Những cái thực trạng của cái chế độ đó, những ưu khuyết điểm của chế độ đó, nhưng một cái quan trọng là phải làm sao chế độ nó tốt với mọi người, chứ không phải với một người hay một nhóm người. Plato không phải là triết gia như thế. Plato là một triết gia nhập thế, vào đời để cải hóa cuộc đời. Bởi vì cái thời đại ông sống nó rối ren như thời đại tôi đang sống. Ông muốn tìm một phương thuốc đưa cho dân tộc Hy Lạp lúc đó chọn để tránh những cái xấu xa, những cái tệ hại. Ông muốn dùng tư tưởng của ông, ngày nay chúng ta gọi là cái tư tưởng nhân bản, vì con người mà làm, không vì cái gì hết, không phải vì cá nhân mình, không phải vì phe phái mình, mà vì con người. Nghĩ vậy cho nên tôi đã mạo muội, thưa chị Anh Lan và thưa khán giả, tôi mạo muội, tôi xin nói lại là tôi mạo muội và tôi liều lĩnh khi được giáo sư Nông Duy Trường yêu cầu tôi cộng tác về dịch thuật từ tác phẩm đó sang tiếng Việt để người mình đọc. Vâng, thì thật ra đấy là một cái công trình rất là vĩ đại. Thì cháu nghe nói là có đến bao nhiêu đối thoại của Plato, thì xin giáo sư trình bày thêm là dạ, có những đối thoại như thế nào? Chà, dạ, dạ, đặc thưa... ý nhất là giáo sư trong cái quá trình dịch thuật là ra sao? Vâng, thưa chị Anh Lan và thưa quý vị, câu hỏi thì tôi xin nói rõ để quý vị rõ. Cái chữ tác của Plato rất đồ sộ. Rất may cho lịch sử nhân loại, qua cuộc tang thương ngẫu lục ở cái miền tiểu gọi là Nam Âu đó, rồi nhích sang phía bên tay phải là Tiểu Á, nó rối loạn khủng khiếp. Một sáng tác của Plato được người ta mang đi sang thành phố Alexandria ở Ai Cập bây giờ. Lúc đó Alexandria là một thuộc địa của Hy Lạp, cho nên số sáng tác được bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Số sáng tác đó, cái số sáng tác mà mang tên Plato là tác giả, thì thưa chị Anh Lan, thưa giáo sư Nông Duy Trường và giáo sư Lê Ngọc, tổng cộng là 45 cái. Đối với học giả châu Âu, từ ngày xuất bản thế kỷ 1 sau Thiên Chúa Giáng Sinh đến giờ, nghĩa là với chúng ta 2000 năm, thì người ta đều kể 45 tác phẩm đó. Nhưng học giả Tây Âu nghiên cứu tìm hiểu thì không phải tất cả 45 cái đó là của Plato. Căn cứ vào sự kiện lịch sử, căn cứ vào nội dung mỗi đối thoại, căn cứ vào cái ngôn từ sử dụng, thì người ta bảo cái này chưa chắc của Plato. Có lẽ cái này của Plato, nhưng cái này không phải của Plato. Đối với một chữ tác, một đối thoại của Plato có 3 vấn đề như vậy. Người ta công nhận 30 cái đích thực của Plato, vì cái lối viết lập luận những sự kiện đưa ra, trong đó nói cái đề tài triết học, người khác không ở tầm vóc Plato không thể viết được như vậy. Vì vậy người ta công nhận. Còn 15 cái thì người ta xếp vào hoài nghi, là giả tạo, là bắt chước Plato. Thì trong số tổng số 45 cái đó, thưa chị Anh Lan và hai đồng nghiệp của tôi và thưa quý vị, tôi đã dịch hết 30 cái. Tôi gọi là đối thoại toàn tập của Plato. Học viện Công dân đã đến nay xuất bản được 11 đối thoại. Số còn lại Học viện Công dân sẽ thực hiện trong tương lai, và số đó sẽ đến với quý vị để quý vị thưởng lãm. Wow, đó là cả một cái bộ phận rất là đồ sổ phải không ạ? Dạ thưa, đồ sổ là của triết gia Plato. Tôi, thưa quý vị, thưa chị Anh Lan, tôi quan niệm dứt khoát, tôi chỉ là người bắt nhịp cầu,
để đưa quý vị đi sang gặp Plato. Tôi muốn Plato không xa lạ với quý vị, để quý vị hiểu cái tư tưởng của Plato. Cái tư tưởng đó, tôi nói một cách chủ quan, giả thưa nó quý giá, nó không phù du, nó không yếm thế, nó không vô ích, nó rất có lợi cho con người. Bởi vì cái chủ đề mà Plato muốn nói với nhân loại đó là, thứ nhất là làm sao sống cho phải ở đời, thứ hai là làm sao sống cho phải làm người. Cái tư tưởng đó của Plato tôi nghĩ nó ám ảnh nhân loại. Thời ông đã loạn lạc mà ông phải thốt lên tiếng nói. Thời tôi cũng vậy. Có lẽ nhân loại phải bắt đầu lại từ đầu, chứ không thể sống một cảnh chém giết nhau, hành hạ nhau, khoe hơn khoe kém. Con người như vậy thì không nên sống làm cái gì cả. Thì đó là quan niệm của Plato, thưa chị anh Lan. Thật là một cái điều quý hóa 2.500 năm mà vẫn còn có thể sử dụng được bây giờ, phải không ạ? Vâng, tất nhiên. Tất nhiên. Tôi vừa nói là tôi chỉ nhìn bắc cầu, nghĩa là tôi làm nhân vật một người gọi là trung gian. Còn ý kiến nhận định phải trái, thích không thích là thưa tùy quý vị. Vấn đề là tôi đưa cái tác phẩm đó, thay vì quý vị đọc tiếng Hy Lạp, tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng Tàu gì chăng nữa, thì bây giờ có tiếng Việt, tiếng của chúng ta, quý vị đi vào đó tìm hiểu. Tôi cố gắng hết sức mình để chân thực với Plato. Nếu chỗ nào tôi không làm được, tôi chú thích, tôi giải thích cho quý vị rõ, tôi dẫn chứng những đồng nghiệp của tôi ở tiếng Anh, tiếng Pháp họ làm như thế này, để quý vị hiểu cái điều Plato nói. Thì tôi cố tránh tối đa cái sơ sót, cái sai lầm. Nếu có sơ sót sai lầm, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Đỗ Khánh Hoàng. Thì vừa qua chúng ta đã có cái phần điểm qua cái những cái dịch phẩm. Thì bây giờ xin giáo sư có thể cho biết là cái điểm đắc ý nhất, tại vì hoàn thành cả một cái công trình đồ sộ như vậy, thì cái điểm đắc ý nhất của giáo sư trong quá trình dịch thuật Plato là điểm nào? Chà, cái câu hỏi có vẻ như tự khen mình cứ thấy sợ lắm. Thưa, tôi đã vừa thưa quý vị, thưa chị Anh Lan và hai đồng nghiệp bên tay trái của tôi, là tôi cố gắng hết sức để làm bắt một dây cầu cho nó vững chắc. Nếu không làm được cái đó thì tôi cũng cảm thấy buồn. Hiện nay thì với cá nhân tôi là tôi đã làm xong cái điều mà tôi hứa với giáo sư Nông Duy Trường, là cái chữ tác đó sẽ đến tay với độc giả. Cái chữ tác đó độc giả sẽ làm quen, độc giả sẽ đọc để biết Plato. Như tôi vừa nói ban nãy, ông là ngọn hải đăng, ông là sao Nam Tào Bắc Đẩu, ông là người dạy cho người châu Âu từng tí một. Tất cả cái suy tư của người châu Âu bây giờ, từ bình dân đến trí thức, xưa nó bắt nguồn từ Plato. Nó bắt nguồn từ Plato. Thì cái điều tôi đã ký là những cái khó khăn tôi đã vượt qua được. Có đôi lần tôi đã điện thoại cho giáo sư Nông Duy Trường, chà khó quá. Bởi vì thưa quý vị, tôi không có ý đánh lừa quý vị. Tôi xin nói thành thật như vậy. Văn chương, nhất là triết học, nó khó lắm. Cái sức tôi không thể vượt qua được cái đập đó, cái đê đó, cái ngọn núi đó, thì tôi nói rằng tôi không vượt qua được. Nhưng tôi biết con đường đi tới. Vì vậy tôi đã mạo muội làm cái đó. Cái đắc ý của tôi, thưa chị Anh, là cái tác phẩm khủng khiếp nhất của Plato là tác phẩm Cộng Hòa. Tôi đã viết bài giới thiệu để giải thích chữ Cộng Hòa. Nó chẳng có cái gì là Cộng Hòa như ngày nay chúng ta hiểu cả. Chỉ là do người sau không hiểu tiếng Hy Lạp, do người sau hiểu lầm cái chữ Cicerone dùng ở thế kỷ 1 trước
Công Nguyên để dịch tác phẩm của Toàn Tộc. Cho nên người sao không có hiểu. Rồi người Pháp, người Anh, tất cả trên thế giới đều dùng cái chữ đó là Cộng Hòa. Tôi có dẫn chứng rằng tiếng Pháp là nói La République, tiếng Anh nói The Republic. Sau này cũng thấy thẹn quá, ngượng quá, trong đó nó chẳng có cái gì là Cộng Hòa trong đó cả. Thì bèn bỏ chữ giờ đi, bèn bỏ chữ La đi và dùng chữ Republic. À còn cái tên thì gọi thế nào cũng được. Thế nhưng mà nếu mà căn cứ vào từ ngữ thì dùng cái chữ Public, Republic hay là Republic nó cũng chẳng có nghĩa gì. Thì tôi đã giải thích cái đó thưa chị Lam trong phần tựa. Thì đó ký là cái tác phẩm giá trị, cái tác phẩm bàn đến làm sao tổ chức cái xã hội cho mọi người sống được với nhau. Muốn tổ chức như vậy thì con người phải, cái người trong đó phải hiểu cái chế độ đó. Muốn nói đến dân chủ, đến tự do thì anh phải hiểu tự do là cái gì, dân chủ là cái gì trước khi anh xây dựng cái đó. Và muốn có cái đó thì thế này này, bắt buộc phải có con người. Không có con người là không được. Mà con người thì phải con người tốt, chứ mà gặp con người xấu thì chết luôn. Vì vậy ông mới đẻ cái thuyết là muốn làm vua thì người đó phải là triết gia. Hoặc ngược lại, người đó là triết gia thì người đó sẽ làm vua. Thì cái người đó nó có cầm quyền đó, không khốn khổ khốn nạn cho người dân. Lịch sử nhân loại đã chứng minh cái điều đó. Có những ông vua, những người cầm đầu không phải là cái người cầm đầu làm vua, mà làm cái đó thì nhân loại là cái tai ương, là cái bất hạnh khủng khiếp dưới mắt Plato. Một anh phải là trong hai điều kiện đó. Thì cái tác phẩm Cộng Hòa, nhiều chế độ đọc, thưa quý vị, là phong kiến hả, là tư bản hả, là cộng sản hả, đều run cả. Bởi vì ông vén cái màn lên, ông cho những người đó biết cái chân tướng, cái mặt mũi mình ra sao. Cái đó không phải là cái đáp ứng cho nhân loại. Nhân loại muốn cái khác, tôi cũng muốn vậy, thưa quý vị cũng muốn như vậy.